Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp về các bổ từ truy cập ở trong Java. Thì tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về một bộ từ tiếp theo trong lập trình đối tượng với Java. Bộ từ này có tên là Protected. Thì Protected là một từ khóa để thiết lập mức độ truy cập đến các thành phần của lớp ở trong Java. Thì hôm trước chúng ta tìm hiểu về là Private, đúng không ạ? Bộ từ Private được khai báo để cho phép là những thành phần của lớp chỉ truy cập được ở trong nội bộ của lớp thôi. Có nghĩa là những thành phần nào mà khai báo là Private thì chỉ truy cập được ở trong nội bộ của lớp. Thế còn bộ từ truy cập Protected thì ý nghĩa của nó là để cho phép là tất cả những lớp nào ở trong cùng một packet đều truy cập được. Đồng thời là những lớp mà là lớp con có thể truy cập được. Đúng không? Tức là khi một thành phần của lớp mà khai báo là Protect thì các lớp con của nó có thể truy cập đến. Đúng không? Truy cập ở đây chúng ta hiểu nó chính là quá trình mà gọi ra. Đấy. Thì để cho nó dễ thì mình sẽ tạo ra một cái lớp. Hôm trước chúng ta tạo ra một lớp là Locker rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ tạo ra một lớp khác có tên là Locker 1. Hoặc là để cho dễ đi thì tôi sẽ tạo ra một packet mới. Đấy. Tạo ra một packet có tên là packet 1. Đó. Vì sao cần tạo packet mới? Bởi vì để cho nó đồng nhất với ví dụ ở trong bài viết. Bởi lẽ là ví dụ thì chúng ta sẽ dùng trên bài viết các bạn đọc ấy, trên website của NIT ICT Hà Nội thì có tên là packet 1. Vì thế cho nên là mình cũng sẽ viết ra những ví dụ ở trong những cái bài hướng dẫn này sẽ đồng nhất với lại cái ví dụ ở trên bài viết đó để các bạn dễ theo dõi. Tôi sẽ định nghĩa rằng lớp có tên là Locker. Đó. Trong lớp này thì tôi sẽ khai báo một cái phương thức, tôi định nghĩa một phương thức Protected. Các bạn chú ý là phương thức này có một cái bổ từ truy cập là Protected. Đấy. Để thiết lập mức truy cập đến một cái thành phần của lớp, chúng ta chỉ cần đơn giản là chúng ta khai báo cái bổ từ truy cập thôi. Còn nếu như không khai báo một bổ từ truy cập nào thì mức truy cập mặc định của nó sẽ là mức default. Đấy. Trước đây người ta hay gọi đó là packet. Đấy. Nhưng bây giờ thì người ta hay gọi nó là default. Có nghĩa là truy cập được ở trong các lớp thuộc cùng gói. Thế còn protect thì mức truy cập nó sẽ rộng hơn. Những thành phần nào của lớp mà có mức truy cập là protected thì có thể truy cập được bởi tất cả những lớp khác trong cùng gói. Ngoài ra thì có thể truy cập được bởi những lớp là kế thừa, tức là những lớp là con. Đúng không? Các bạn chú ý là những từ khóa, những thuật ngữ trong lập trình đối tượng, ví dụ như là divide class, lớp dẫn xuất, hoặc sub class, lớp con thì là ý nghĩa của nó là như nhau. Đúng không? Và trong lớp này thì chúng ta có một cái tham số logline. Và tôi chỉ làm rất đơn giản, đó là tôi in ra thôi. System.out.print. Để mà chúng ta nắm bắt được ấy, thì mình cũng có một lời khuyên đối với các bạn, đó là các bạn hãy học thật vững chắc một ngôn ngữ lập trình. Khi mà các bạn đã nắm thật sâu về một ngôn ngữ rồi thì những ngôn ngữ khác cũng tương đương thôi. Đúng không ạ? Đấy. Thì khi mà các bạn nắm vững một ngôn ngữ thì các bạn sẽ học ngôn ngữ khác cũng sẽ rất đơn giản, đúng không? Đấy. Để học lập trình thì cũng có nhiều cách. Chúng ta có thể học bằng cách là chúng ta tự học. Đấy. Ví dụ các bạn có thể vào bài viết này, các bạn xem tự học, đúng không? Đấy. Tự học thì sẽ rất là tiết kiệm, không phải mất chi phí. Tuy nhiên sẽ mất thời gian để chúng ta tìm. Đấy. Chúng ta nhất là gặp những cái lỗi hoặc những khó khăn gì thì khó. Hoặc là không có định hướng của môi trường. Cách thứ hai là chúng ta có thể vào các cái đơn vị để học. NIT ICT Hà Nội cũng là một đơn vị có uy tín và cũng cung cấp các khóa học cũng rất là chi tiết.
cũng giống như cái bài viết mà các bạn đang xem ở đây. Và thầy giáo Mưa mình sẽ hỗ trợ tốt cho các bạn. Thầy giáo Mưa cũng chào đón các bạn đến NIT IC Hà Nội để mà học lập trình tại đây. Và chúng tôi đặc biệt là tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn tốt nhất để các bạn nắm bắt được về Java. Ở đây chúng ta in ra một cái dòng chữ, đó là dòng cần debug. Tôi in ra cái logline, cái tham số đó. Thì như vậy đây là chúng ta đã có một cái lớp là Logger. Trong lớp này thì tôi có một cái phương thức là debug, đúng không ạ? Và tiếp theo tôi sẽ định nghĩa một lớp thứ hai. Ở đây để cho nó dễ thì tôi vừa mới định nghĩa là main luôn, đồng thời là cũng là kế thừa từ Logger. Để khai báo là lớp này là lớp con của Logger thì chúng ta dùng cái từ khóa đó là extend Logger. Đó. Từ khóa extend nó nhắc lại bài hôm trước, đó là một từ khóa dùng để khai báo là tôi định nghĩa ra một lớp là kế thừa từ một lớp cha, đúng không? Thì sau đó trong phương thức main thì đầu tiên tôi sẽ khởi tạo đối tượng của lớp main. Đó. Tiếp theo ấy là tôi sẽ gọi phương thức debug. Tôi truyền giá trị vào. Đấy. Đó, và tôi in ra một cái chuỗi, đúng không ạ? Sau đó tôi thực thi chương trình. Để chúng ta hãy xem. Run file. Đó. Thì như vậy chương trình đã in ra một cái chuỗi về là cái dòng cần debug, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ tìm cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn tại sao nó lại in được ra cái chuỗi này. Thì ở đây chúng ta hình dung nhé, là lớp Logger này có phương thức là debug, đúng không ạ? Lớp main này là lớp con kế thừa từ Logger. Thì như vậy là lớp main này là đã thừa hưởng lại cái hành vi là debug từ lớp main, đúng không ạ? Thế thì ngoài ra ấy, là trong cái lớp main này ấy, chúng ta hoàn toàn có thể gọi đến và truy cập đến các cái phương thức khác của lớp Logger nếu mà có khai báo là protected, đúng không ạ? Thế thì chúng ta hình dung là khi một lớp con kế thừa lớp cha thì nó có thể thừa kế được những cái hành vi nào, những cái đặc tính nào của lớp cha mà có khai báo là protected hoặc là public, đúng không ạ? Thì như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về ý nghĩa của từ khóa protected ở trong lập trình đối tượng với Java. Thì chúng ta hình dung là protected là một cái bộ từ truy cập được khai báo trong mỗi một lớp, một các cái thành phần được khai báo là protected thì sẽ có mức truy cập là thuộc các lớp con có thể truy cập được, hoặc là các lớp khác ở trong cùng packet thì cũng có thể truy cập được. Chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn học tốt.